Jumbo-Visma đã bảo vệ thành công áo vàng cuộc đua xe đạp Tour de France 2023 khi về đến đích thành công ở chặng cuối trên đại lộ Champs-Élysées danh tiếng. Chặng cuối của Tour de France 2023 có lộ trình 115 km từ Saint-Quentin-en-Yvelines về đến thủ đô Paris, diễn ra trong bầu không khí vui vẻ bởi mọi thứ đã ngả ngũ. Nhiều hình ảnh đẹp của sự thân thiện, vui vẻ giữa các tay đua đã được lưu lại ở đầu chặng này. Màn thi đấu chỉ thực sự hấp dẫn khi đoàn đua tiến vào Paris, chạy trên đại lộ Champs-Élysées lát đá cuội nổi tiếng, bởi các tay đua đều muốn chiến thắng ở đích đến. Các tay đua đã cống hiến cho khán giả màn nước rút vô cùng ấn tượng. Tay đua Jordi Mills của đội Bora Hansgrohe là người đã nhanh hơn tất cả để chạm mức đến đầu tiên với thời gian 2 giờ 56 phút 13 giây, chỉ hơn tích tắc so với Jasper Philipsen. Sau 21 chặng, Jonas Vingegaard giành áo vàng chung cuộc lần thứ hai liên tiếp, hơn 7 phút 29 giây so với đối thủ cạnh tranh trực tiếp Tadej Pogacar. Tôi cảm thấy rất tự hào và hạnh phúc. Toàn đội đã nỗ lực cho chiếc áo vàng thứ hai liên tiếp này, cũng như danh hiệu vô địch đồng đội. Tôi muốn dành tặng thành công đến toàn bộ đội đua, gia đình và toàn thể người hâm mộ, đặc biệt là những người Đan Mạch. Họ đã ủng hộ tôi rất nhiều trong thời gian qua. Tadej Pogacar có được chút an ủi khi giành áo trắng tay đua trẻ xuất sắc. Trong khi đó, với 4 chiến thắng chặng, Jasper Philipsen của Alpecin Düsseldorf đoạt áo xanh chung cuộc. Tay đua người Italia Giulio Ciccone giành áo chấm đỏ vụ leo núi. Đội Jumbo-Visma đoạt cúp vô địch đồng đội.